Nội dung bài học tiếp theo, tôi hướng dẫn cho các bạn hạch toán về hóa đơn mua vào số 21376 ngày 21 tháng 3 với nội dung là mua bộ phát wifi và mua sim Viettel 4G. Tổng trị giá của hóa đơn là 1.300.000. Hình thức thanh toán là tiền mặt trên chuyển khoản và đằng sau hóa đơn có giấy đề nghị thanh toán. Trên giấy đề nghị thanh toán bằng tiền mặt và đằng sau có phiếu chi đi kèm. Thì đây là hóa đơn mua vào chi phí tập hợp thẳng cho đơn vị và được chi từ nguồn thu dịch vụ, không chi qua ngân sách, do đó không có giấy rút dự toán. Thì đối với hóa đơn mà mua về chi phí tập hợp thẳng cho chi phí của đơn vị thanh toán bằng tiền mặt, ngày thanh toán, ngày phiếu chi và ngày hóa đơn giống như nhau, thì các bạn có thể vào phân hệ mua hàng, chọn mua hàng bằng tiền mặt luôn. Còn nếu như bạn nào mà vào mua hàng chưa thanh toán thì lúc đó chúng ta phải vào tiền mặt để chúng ta chi tiền ra trả cho nhà cung cấp. Ở đây tôi chọn là mua hàng bằng tiền mặt. Người nhận ở đây là đơn vị Phúc Anh. Lý do các bạn ghi là mua bộ phát wifi và sim 4G. Ngày hạch toán, ngày chứng từ là ngày trên hóa đơn 21 tháng 3 năm tài chính. Chúng ta làm năm nào thì chúng ta chọn là năm đó. Xuống phần mã hàng tôi chọn là mã là dịch vụ, nhưng tên tôi copy diễn giải ở phần trên xuống phần diễn giải ở dưới. Nghiệp vụ hạch toán ở đây là chi phí làm tăng chi phí của đơn vị. Tài khoản sử dụng là tài khoản 6428, bởi vì được chi từ nguồn thu dịch vụ nên chúng ta hạch toán 642. Còn nếu mà chi từ nguồn ngân sách cấp thì các bạn hạch toán vào 611. Ở đây tôi chọn 6428 làm tăng chi phí của đơn vị. Tài khoản đầu 6 thì có tính chất tăng ghi bên nợ, giảm ghi bên có và chi bằng tiền mặt, do đó tôi chọn có tài khoản 111. Chúng ta điền thành tiền chưa gồm thuế luôn là 1.181.818 đồng. Sau phần thuế chúng ta chọn phần trăm thuế giá trị gia tăng theo như trên hóa đơn. Tài khoản thuế là 1331, loại là hóa đơn giá trị gia tăng. Ngày hóa đơn là ngày 21 tháng 3 năm tài chính. Mẫu số, ký hiệu các bạn bỏ qua. Nhóm hàng hóa dịch vụ là 1. Số hóa đơn ở đây là 21376. Tôi điền ở cột số hóa đơn. Sang phần mục lục ngân sách, chúng ta chi từ nguồn thu dịch vụ nên tôi chọn nguồn thu dịch vụ. Còn nếu như đơn vị nào mà chi từ nguồn ngân sách cấp thì chúng ta chọn đúng nguồn ngân sách mà chúng ta được cấp và chọn đúng mục tiểu mục. Còn ở đây tôi chi từ nguồn thu dịch vụ nên tôi không cần chọn mục tiểu mục nữa. Cấp phát thì ở đây chúng ta chọn là khác. Kiểm tra lại tất cả các thông tin và tiền thuế xem đã đúng với ở trên hóa đơn hay chưa. Đúng rồi thì chúng ta nhấn cất để hoàn thành việc hạch toán. Các bạn nhớ là nếu như bạn nào mà trong phần mua và tư hàng hóa này chúng ta chọn là 331 thì phải nhớ vào tiền mặt để chúng ta chi tiền ra. Hạch toán nợ 331 có 111 để làm giảm công nợ. Hạch toán xong chúng ta đóng lại. Phần mềm cập nhật chứng từ trong phân hệ mua hàng. Tab mua hàng trả tiền ngay. Phiếu chi mua vật tư hàng hóa chúng ta nhấn vào chữ nạp. Phần mềm cập nhật cho chúng ta chứng từ mà chúng ta vừa hạch toán. Nếu như muốn in phiếu chi từ phần mềm thì các bạn mở chứng từ ra, sau đó nhấn vào mũi tên tam giác ngược màu đen này, chọn mẫu phiếu chi mà các bạn cần in. Ở đây có rất nhiều mẫu phiếu chi thì chúng ta chọn mẫu nào cho hợp lý là được. Và muốn in nhiều phiếu chi một lúc thì chúng ta nhấn vào tùy chọn in ở đây. Sang phần ẩn hiện chứng từ các bạn tích bỏ hết đi. Và chúng ta chọn mẫu phiếu chi mà chúng ta cần in. Sang tab chứng từ các bạn chọn là in theo lô. Thì lúc đấy phần mềm sẽ tự in ra cho các bạn nhiều chứng từ phiếu chi của cả năm. Sau đó chúng ta nhấn thực hiện là được. Ở đây thì có bao nhiêu phiếu chi thì chúng ta tích hết vào để chúng ta in. Nếu như muốn in một loạt. Đấy, còn không thì chúng ta in cái nào thì chúng ta chọn cái đó cũng được. Còn nếu như trong quá trình mà chúng ta hạch toán phát hiện ra sai sót thì các bạn nhấn bỏ ghi và nhấn sửa. Sửa xong thì chúng ta nhấn cất. Còn nếu như hạch toán rồi nhưng mà bị thừa thì các bạn đặt con chuột vào chứng từ hạch toán sai, bị thừa, nhấn bỏ ghi và nhấn xóa. Như vậy là tôi vừa hướng dẫn cho các bạn hạch toán hóa đơn mua vào, bộ phát wifi và sim Viettel 4G. Thanh toán ngay bằng tiền mặt trên phần mềm MISA. Mỗi một chứng từ mà chúng ta mua vào thì đều phải có giấy đề nghị thanh toán của các đơn vị bộ phận trình lên lãnh đạo trung tâm để được duyệt. Khi được duyệt rồi thì chúng ta mới được chi ra trả cho nhà cung cấp. Ngoài những chứng từ như là hóa đơn, phiếu xuất kho kiêm bảo hành, giấy đề nghị thanh toán, phiếu chi thì chúng ta còn có hợp đồng, biên bản bàn giao và biên bản thanh lý. Đấy là những cái chứng từ mà các bạn cần để khi quyết toán các bạn giải trình. Được thì đương nhiên ở đây số tiền thì ít, do đó chúng ta không cần quan tâm đến hợp đồng cũng được. Còn đối với số tiền nhiều thì chúng ta nên cẩn thận.